Xin chào cả nhà ha, mình là Thanh Hương. Thì hôm nay Hương cũng sẽ trả lời cái câu hỏi của cả nhà của mình. Đó là cái Chanel No. 5 phiên bản đỏ là phiên bản của 2018, và cái Chanel No. 5 cũ cách đây là rất là nhiều năm rồi, năm 1921 thì Chanel đã đình đám cho đến ngày hôm nay. Vậy thì hai cái dòng này nó có khác nhau như thế nào hay không, mà tại sao cái giá của No. 5 đỏ nó mắc hơn No. 5 phiên bản bình thường á, là tới từ 800 cho đến 1 triệu lận á cả nhà ha. Vậy thì hôm nay á, thực tế luôn mà mình chia sẻ với cả nhà, đó là nếu nói về cái mẫu mã thì No. 5 đỏ là phiên bản limited, nó được sản xuất để dành riêng cho cái năm mà dịp Tết của chúng ta. Một cái màu đỏ may mắn tượng trưng cho một cái màu của tình yêu, màu của sự thành công và màu của hạnh phúc. Thì đây là cái chai nước hoa năm 1921 phiên bản No. 5 mà hầu như tất cả những người mà sành nước hoa, mọi người đều sở hữu cho mình một chai No. 5 này. Bởi vì sao ạ? Vì đây là một cái mùi hương cực kỳ kinh điển luôn. Nó mang đến một cái phong cách rất là cổ điển, và bên cạnh đó một cái mùi hương quá sang. Và tất cả những dòng nước hoa của Chanel đều được lấy cái nguồn nguyên liệu là hoa hồng và hoa nhài, được nhập bởi một cái gia đình ha, gọi là giống như là một cái gia đình rất là quyền quý luôn ở bên nước Pháp á, và chỉ duy nhất sử dụng cái nguồn nguyên liệu này của cái gia tộc đó mà thôi. Nên là những cái dòng nước hoa của Chanel nó đẳng cấp ở một cái gọi là từ nguồn nguyên liệu cho đến cái mùi hương cho đến người pha chế hoàn toàn đẳng cấp. Và nó đã làm say đắm không biết bao nhiêu những cái chị em phụ nữ, kể cả nam giới rồi ha. Vậy thì cái Chanel No. 5 đỏ và cái Chanel No. 5 phiên bản cũ thì nó có khác nhau như thế nào hay không? Thì chắc chắn với cả nhà của mình luôn, đó chính là No. 5 cũ, nó là cái mùi hương được giữ lại của No. 5 mới nè. Cái mùi hương nó hoàn toàn, cái thành phần được giữ lại của No. 5 cũ luôn, nên nó sẽ không có khác nhau nhiều ha. Vì thành phần nó hoàn toàn giống nhau, nhưng No. 5 mới thì nó khác hơn một cái điều, đó là mẫu mã nó mới hơn. Về cái độ lưu hương thì nó có khả năng nó sẽ tốt hơn một tí xíu ha, tốt hơn một tí xíu. Nhưng đối với bản thân Hương thì Hương thấy No. 5 cũ và No. 5 mới hoàn toàn giống nhau. Một cái mùi hương vô cùng cổ điển. Sự kết hợp giữa hoa nhài ha, và cái sự kết hợp của vani và xạ hương á, nó mang đến một cái cảm giác khiến cho mình cảm nhận được một cái điều, đó là một cái phong cách cổ điển. Tuy nhiên cái cổ điển này nó quá sang. Chính vì vậy mà trong suốt bao nhiêu năm trời thì hầu như giới sành nước hoa không ai là không sở hữu cho mình một cái chai No. 5 hết. Và nhất là tất cả những chị em mà cái thuộc cái gu sang một tí xíu ha, thích cái sự cổ điển và thích cái sự quý phái một tí xíu, thì hầu như mọi người đều sử dụng No. 5. Và ra đời vào năm 2018 với một cái phiên bản là Chanel No. 5 đỏ, để cho mọi người hầu như rất là cuốn hút, mọi người ai cũng mê một cái màu đỏ, màu của quyền lực, màu của chiến thắng hết. Tuy nhiên về độ mùi hương thì Hương chắc chắn với cả nhà một điều rằng hai mùi hương này, nếu mọi người đọc thành phần đều là như nhau. Và đối với bản thân Hương thì Hương cảm giác một điều luôn là nó hoàn toàn giống nhau, không có cái gì khác nhau cả. Một cái mùi hương sẽ gây một cái cảm giác nhớ cho một ai đó, chắc chắn rồi. Có nhiều người nói với Hương là ủa sao cái No. 5 này nghe mùi giống mùi xà bông quá, tại sao mọi người lại nghe giống cái mùi xà bông đến như vậy. Tại vì thực tế luôn là cái mùi hương này nó bắt đầu từ cái tông hoa nhài và cái tông hoa hồng là cổ điển. Tuy nhiên cái tông hương đầu tiên khi vừa mới xịt ra, mọi người sẽ thấy nó có một cái thành phần quá quen thuộc với mọi người, là cái lớp hương đầu là hương hoa nhài. Tuy nhiên sau khi mà cái lớp hương hoa nhài nó bay đi thì nó sẽ để lại một cái sự ấm áp, một cái sự cuốn hút của xạ hương trắng, một cái sự quyến rũ của vani và một cái sự tươi mát của những cái hoa cam và quýt hồng, để tạo một cái mùi hương mà khiến cho một ai đó phải nhớ hoài, nhớ về cái sự cổ điển, nhớ về cái sự sang trọng. Đó chính là cái dòng No. 5. Và dù cho trải qua bao nhiêu năm, ra đời năm 1921 thì No. 5 vẫn luôn được mọi người săn lùng. Và ai đã xài No. 5 rồi thì hầu như không bỏ được. Tại vì cái quyền, cái sự sang trọng và cái sự cổ điển nó làm cho người ta cảm giác, người ta nhớ và người ta không bỏ được ha.
Rồi, chúc cho mọi người sẽ có cho mình một cái dòng nước hoa khiến cho mình luôn luôn tự tin và luôn luôn hạnh phúc. Còn riêng đối với cái dòng mà lì âu thì mọi người hay hỏi Hương là cái dòng lì âu nè, cái dòng lì âu với lại cái dòng Eau de Parfum thì cái dòng nào nó thơm hơn? Thì thực tế những cái dòng lì âu sẽ sử dụng để cho những bạn nào mà chúng ta thích cái sự nhẹ nhàng, vì nó được thành phần của nó chủ đạo là hoa hồng trắng. Nếu bạn thích cái sự nhẹ nhàng thì bạn chọn lì âu, vì lì âu nó giống như là một cái sự tinh tế mà rất là nhẹ nhàng. Còn number 5, dòng Eau de Parfum thì nó mang đến một cái sự cổ điển và một cái sự sang trọng, một cái sự quyền lực. Nếu như bạn đi tiệc, chỉ cần bạn xịt number 5 thôi, bạn sẽ thấy bạn vô cùng nổi bật giữa cái đám đông. Và hầu như nước hoa Chanel, chỉ cần bạn xịt một cái mùi hương của Chanel thôi, thì khi bạn bước ra, những người mà họ đã dùng Chanel rồi, nó có một nét riêng và chắc chắn một cái sự đẳng cấp là có nha. Rồi chúc cho mọi người sẽ lựa chọn được những cái mùi hương mà mình yêu thích. Và nhớ Chanel number 5 đỏ và number 5 thường thì hai